Hello mọi người nha. Nay mình làm dip almond shape. Nay mình hướng dẫn cho anh chị làm cái dip mà shape chuẩn nha. Làm cái shape thiệt là chuẩn như đắp bột luôn nha anh chị nha. Chơi kỳ vậy. Đang live stream mà điện thoại tờ ơi. Hello chị Su, hello chị Cindy. Có ai mà thấy cái live stream của mình mà mới điện thoại cho mình á thì cho sorry nha. Làm cho mẹ này khó dữ lắm. Hello chị Cindy. Ngày anh chị nào mà ở Atlanta đó thì ngày 20-21 thì em có một cái lớp dạy ở bên Atlanta ha. Thì chuyên về những cái khắc phục những cái lỗi của anh chị làm nail và nâng cao tay nghề cho anh chị ha, ở trong cái lớp đó. Dạ. Ok, xong. Bắt đầu xong rồi ha. Thì mình sẽ dùng cái màu này. Đây là cái màu M24, màu brand new của Nail Polish nha. Trong set 2-in-1. Có anh chị nào gần Atlanta thì có thể đăng ký lớp inbox cho mình ha. Và lần đầu tiên có mặt tại Atlanta và lần đầu tiên trong cái lớp đó mình hướng dẫn làm dip cho anh chị ha. Thì bấy lâu nay anh chị kêu em là phải mở lớp đi, mở lớp đi. À, giờ thì mới bắt đầu ha. Không phải, tại vì mình cũng phải nghiên cứu về những cái cách dạy và cái cách mà làm sao mà cho anh chị dễ hiểu hơn, chứ không phải đùng đùng rồi ra mở lớp ha anh chị ha. Đây cái lớp hai, mình dip hai lớp base nha, mình dip hai lớp base nha. À, rồi bây giờ mình mới dip lớp màu. Thì lớp base đó thì mình dip ở giữa, lớp màu thì mình lên cỡ chừng 70 ha, 70%. Đây. Lớp màu thì mình lên 70% mình nhúng vào. This pretty color. Đó. Xong, mình dip tiếp. Cái này là basic keep shape thôi nha anh chị nha, giúp cho anh chị giữ cái shape của dipping powder rất là đẹp, chuẩn shape nha, như đắp bột luôn. Anh chị không cần đắp bột mà dip mình vẫn làm ra cái shape vẫn đẹp ha. Em làm dip cái shape này thì anh chị có thể làm về đắp bột đó. Ok, thêm mình đâu hết rồi ta. Mọi người giúp em share cái bài này ha. Hello Bảo Bảo. How are you Bảo Bảo? Để mình nâng lên một chút xíu cho nó dễ thấy, mình kéo cái đèn xuống. Ok. Rồi, bắt đầu lớp thứ hai, lớp màu thứ hai nhé. Lớp màu thứ hai thì mình cũng lên cao lên một chút nè. Mình vuốt thẳng xuống, mình lem hai bên hông ít thôi nha anh chị nha. Mình chỉ vuốt, mình vuốt thẳng một cái đường xuống thôi đó. Ok, còn hai bên hông mình trừ ra một chút xíu nè, mình dip vào đó. Cái này là lớp thứ hai nha, đây là lớp thứ hai. Mọi người nhớ inbox mình để đăng ký cái lớp ha. Thank you. Mình và Master Team. Anh Team thì sẽ giúp dạy cho anh chị những cái cách mà làm design, bột design, anything. Là nâng cấp tay nghề ha. Còn em thì em sẽ hướng dẫn cho anh chị cái cách basic. Cái cách basic ha. Là dip. Mình sẽ hướng dẫn dip. Dip mình có thể là làm design được luôn ha. Hello Tú.
Khỏe anh Tú. Thank you you for sale. For share. Bị liệu luôn rồi. Em riết rồi thiệt. Không biết làm nhiều nghề quá bị liệu luôn rồi. Bán bột riết bị liệu nha bà con. Bán bột riết bị liệu luôn. Ok, tại sao em nói cái này cho anh chị ha? Tại sao mà em phải build từ từ như thế này? Tại vì mình muốn cái độ u nó giống như bột của anh chị ha. Cái độ curl đó. Cái độ curl của dip đó. Hello chị Lucy. How are you chị? Ok, bây giờ mình mới lên nè. Lên gần sát critical thôi nha. Bây giờ mình mới ra hết nè. Đó. Mình mới ra hết hai bên khóe nè. Đó. Xong rồi mình nhúng vô. Không à, có bán cái gì khác, không có bán cái gì nữa hết nha. Đây, bây giờ mình mới lên nè, 90% nha, mình mới ra hai bên khóe nè. Đó. Bây giờ mình mới ra hai bên khóe, xong mình mới nhúng vô. Đây, mình sẽ build cái độ cong nè ha, anh chị thấy đã thấy cái độ cong chưa? It's good. Chị bay qua đi, bay qua chơi. Bay qua đi chị Lucy. Tại vì mấy nay cũng đợt trước thì cũng có nhiều người hỏi em là mở lớp. Thì em mới nói là em chưa có mở lớp được đâu. Thì khi nào mà em tìm ra những cái cách mà giúp cho anh chị nhanh gọn lẹ, làm cho nó perfect hơn. Thì cái cách dạy đó thì em tìm hiểu xong thì em mới đi cùng với anh Master Team. Đó. Mình mới đi cái bên anh Master Team, là anh Team nó sẽ giúp cho anh chị cái cách mà nâng cấp tay nghề ha. Có ai hỏi mình gì không ta? Giả bộ hỏi đi. Hello anh John. Hello boss. Tiền để đâu cho hết? Bớt đi ông nội, em đang làm cho má đây nha, bắt em ở lại tới bây giờ để làm nè, thấy không? Đâu phải em muốn ở đây đâu anh John. Mình sơn xuống đây nè, tính qua bên anh chơi là mới như vậy nè anh John, thấy không? Đó, mới diện vậy nè. Đây cái nắp màu đỏ của anh đây đó, share đi nha. Happy New Year chị, Happy New Year anh Hải. It's good color, beautiful color. Mình deep không? Xuống nè. Không nhúng vô. Cái này là lớp thứ 3 nha. Master Team đâu rồi ta? Có ai có thể liên hệ với Master Team mình cho mình được không? Để ngược rồi hả? Đúng rồi, ngược cái gì nữa cho nội? Ở trên nè. Cũng vậy. Y chang, same thing. Nãy vậy hả? Cái ok. Lỗi kỹ thuật thôi. Mình nhúng vô ha. Còn ngược với người xem hả? Em đâu biết. Ok, nè anh chị thấy ha. Đó, bắt đầu nó mình lên vài lớp nữa. Hello anh Trương Tường. Anh làm đẹp quá nha. Cho em theo anh với. Nhúng vô. Đó.
Anh cho anh được. Chuyện nhỏ anh, chuyện nhỏ. Đó. Sơn lên. Đây là 4 lớp ha. Cái này là 4 lớp. Đây. Chị thấy ha, nó có cái độ cong nè ha. Chút nữa. Happy New Year anh. Không soi không được. Không soi không được. Cho thả lỏng cho nhân viên chút đi. Đó. Và xích cái tay xuống ha. Model á hả? Đang làm gì ai biết. Thôi anh xem chi anh. Thôi được rồi. Chi cho quay chảnh thêm làm gì. Mình bắt đầu lớp thứ tư là mình sơn sát nè anh chị ha. Lớp thứ tư bắt đầu mình sơn sát lên critical nè. Tí nữa anh chị dũa nó khỏe lắm. Nó rất là dễ. Cái gì mà học em nữa, phá nữa đại ca. Xong lớp thứ tư này á là chưa xong đâu nha anh chị nha. Lớp thứ tư này là chưa xong đâu. Còn nữa. Vẫn chưa thấy quà của anh đâu. Em nói rồi, đợi em qua đó đi là anh có quà mà anh cứ căng. Anh cứ làm căng. Cái lớp đó mình chỉ dạy là mình đi làm thư ký cho master team vậy thôi. Ok, xong cái phần này ha. Cái color này thì em sẽ đóng cái nắp lại nha. Và em sẽ dùng cái hũ clear. Đây em phủi xuống ha. Đây mình dùng hũ clear nè. Đó mình phủi cái ở dưới cái móng nè cho nó đừng có bám vô clear nha. Thì xui chịu thôi chứ sao giờ anh cho anh. Thì mai em qua đó. Lộn mốt em qua đó. Thì xui chịu thôi chứ sao giờ. Ok mình phủ lớp clear nè. Mình phủ không có hết nha. Mình phủ vừa phải thôi, vừa đủ thôi. Đây mình phủ như cái lớp này nè. Đây nè à, mình để giữa nè. Mình đi xuống nè. Đó mình đi thẳng xuống dưới. Đó. Xong mình nhúng vô. Đây. Anh chị có thể thấy ha, có thể thấy là bây giờ là cái shape nó cũng ok rồi, anh chị không cần vuỗ nhiều nữa ha. Đó. Dip này á các anh chị có thể làm anh chị có thể dùng làm marble hoặc là ombre rất là nhiều thứ, giống như cái lớp đó em sẽ mở ra là để em dạy cho anh chị cái những cái cách khắc phục cho dipping powder mà cái cách mà dễ làm kiếm tiền ha. Thì bây giờ dip nó rất là thịnh nên anh chị có thể đăng ký cái lớp học ở Atlanta của em và Master Team để được hướng dẫn nha. Xui gì thằng quỷ. Thì em xui nhưng mà anh thì lucky, ý là em nói vậy đó anh này thiệt. Anh không hiểu gì hết anh John, không hiểu em gì hết. Ừ mà cũng may mắn mà, đúng không? Cũng may mắn đó. Là được qua đó 2-3 ngày là được, ví dụ như vợ anh sanh thì em được gặp em bé luôn, may mắn mà. Cái đó chắc em trúng số luôn á anh John. Cái đó là em trúng số luôn đó. Đó mình nhớ bỏ ở dưới nha anh chị ha. Cái này mình bỏ ở dưới nè. Đây mình bỏ ở dưới nè. Đó. Đây cho mượn cái tay kia thì em sẽ cho anh chị xem cái tay này ha. Cái tay này thì em xong rồi. Đây. Cái tay này thì em xong hết rồi. Đây ha. Cái này là dip nha anh chị nha.
cái này là tipping. Nói chung thì nó như bột luôn rồi đó. Cái độ cong của nó ha, nó rất là natural nè. Đây, chị thấy cái độ cong của nó ha, nè đó. Đây, dipping nó có độ cong đàng hoàng ha anh chị ha. Đấy, thì cái shape thì cũng rất là đẹp rồi. Critico thì nó cũng sát lắm rồi ha anh chị ha. Mình sơn cái top lên, cái này là em mới dũa thôi. Đó. Rồi, bắt đầu mình qua bên tay này. Thì cái số 3 của bên em á thì nó rất là lẹ, nó khô rất là nhanh nha anh chị nha. Thì mình có thể dũa mà không bị mess up. Đây em sẽ dũa xếp. Không cho anh đâu ta. Nói vậy mà giận luôn rồi đó. Chưa gì hết tắt đèn rồi con Nga, gần xong rồi. Chị như giờ bà tắt hết trơn rồi. Đây, giờ mình dũa cái xếp ha. Thì cái này anh chị sẽ thấy nó bầu hơn nè ha. Mình cứ đưa dũa nó đi xuống nhẹ thôi. Tự nó ăn bột nè anh chị ha. Đó. Đây, tự nó bà mòn cái bột, đừng có chà. Nè, anh chị chà nhiều quá nó sẽ bị mess up ngay nha. Bỏ cái tay nghiêng qua. Mình kéo xuống làm cái shape ha, nhẹ nhàng thôi. Chứ nếu mà anh chị làm dip mà anh chị giống như dũa vậy nè là nó sẽ bị mess up ngay. Happy New Year, Happy New Year mọi người nha. Anh chị thấy rõ không? Xong bên này nữa. Anh chị thấy cái nào bầu á, anh chị dùng cái cây dũa này anh chị đè anh chị dũa xuống nha. Chứ đừng có lấy máy nhiều lúc anh chị dũa nó bị mess up á. Mình chén xuống đây cho nó dễ thấy nè. Đó, vậy đi. Ngon chị ha. Mình dũa như thế này thì nó không có bị mess up nha anh chị ha. Mình đi nhẹ nhàng thôi. Hồi nãy sùm lắm mà giờ đâu hết trơn rồi ta. Hôm nay giao thừa mà phải ngồi trễ nè anh chị. Cực khổ lắm. Sung sướng gì đâu. Chị nhìn cái shape ha.
Cái số 3 bên em khô rất là nhanh nha. Xong. Lật tay lại. Bên đây một chút xíu nữa. Hello Andrei, khỏe không cu? Mày lấy hết khách tao rồi, khách đâu tao làm nữa này, thằng quỷ kia. Đây ha, cái này là mình tipping. Nó có độ cong. Về nhậu đi, chơi đi. Đây, cái này là dipping ha. Nói chung là critical mình chưa dũa. Nói chung là mình dũa cái critical cho dipping á, thì mình chạy nhẹ thôi nha. Mình đi nhẹ thôi. Đây. Nhậu đi. Bây giờ này phải dũa nữa nè. Đó, mình đi nhẹ thôi ha. Mình đi từ dưới lên từ từ nè. Đó. Đó. Mình đi từ dưới lên từ từ. Xong rồi tới critical ha. Critical mình cũng đi nhẹ thôi. Mình đừng có vũ mạnh quá. Vũ mạnh quá nó sẽ bị mess up ngay. Mình đi nhẹ nhàng thôi. Vũ mạnh quá nó sẽ bị mess up nha anh chị nha. Nhẹ nhàng thôi. Hello anh Mikey. Đây. Đây ha, anh chị thấy, sẽ thấy cái độ cong của dipping. Thấy không? Anh chị không còn bị lõm ở ngay đường giữa của dipping nữa nha. Anh chị nhìn cái critical của dip nè ha, rất là bén ha. Hello Nia. Mình chạy từ từ thôi. Đây cái critical nè ha. Ok anh Mikey. Thank you anh. Chạy nhẹ nhẹ thôi. Mình lướt sơ thôi nha. Mình chạy cái này mình lướt sơ nhẹ nhẹ thôi. Mình đè là nó bị mess up ngay. Đây. Thấy critical nữa ha. Hello chị. Chị anh. Khỏe không chị? Hello chị Tracy. How are you chị? Đây. Anh chị thấy ha, cái dipping mà critical nó rất là bén. Happy New Year chị. Khỏe
khỏe không? Mấy nay sao im quá vậy? Không thấy gọi cho em nữa. Hàng về sao, làm ok không chị? Nhẹ nhàng thế. Đấy. Cũng xưng tháp treo hay là tháp thường? Tháp đếp. Em cũng xưng sắp tháp treo hay tháp đếp? Hả? Ok. Đó. Cái đếp rất là đẹp ha. Cái cô rất là đẹp. Dạ, lâu rồi em không có lên. Cũng làm biếng chị. Cũng hơi làm biếng chút, nhưng mà không sao. Bữa em có hướng dẫn cho anh chị về cái cách dip mà không cần ombre gel nha. Đó, thì bây giờ thì mình làm cái này là dip là basic thôi. Hello anh Tim. Đây anh chị sẽ thấy ha. Ông nội ngủ dữ rồi. Ngủ gì ngủ quá đáng rồi ông nội. Đây mình buffer nè. Đây nè, cái dip mình sẽ có cái độ u nè anh chị ha. Này anh chị sẽ thấy cái độ u của dip. Đó ha. Đó. Mình rửa dưới một chút xíu nha, nhẹ nhàng ở dưới thôi. Đây, xong nha. Mình sẽ buffer và mình phủi xuống nha. Cái da này hơi mỏng nên là mình chạy hơi chậm một chút xíu. Ok, xong. Đây. Mình sơn top lên nữa là anh chị sẽ thấy nó xốp anh tím. Rồi mình sơn top nha. Ok. Rồi đây. Cái top treo em còn không? Em hết rồi. Ok, this one. Buffer này cũng có 300 view. Buffer này cũng có 300 view. Mikey lại ở luôn. Thank you anh Mikey. Thank you, thank you. Cái này là dipping nha, không phải đắp bột nha anh chị ha. Nhưng mà tại vì mình đi làm nail đó, cái này là cũng là thợ nail luôn, nên là mình sơn cái top gel cho nó không có bị dính acetone đó. Đó, bây giờ mình sơn lên nè. Cái màu rất là đẹp. Này. Trời ơi. Chị Oanh ơi, chị là thứ dữ rồi, chị kêu học em nữa chắc chết. Chị là thầy đúng rồi. Đó. Dipping không thua gì bột nha anh chị nha. Không phải chỉ có bột mới làm được cái xếp bén nha. Mình dip mình vẫn có thể làm được cái xếp bén. Đây, rất là sắc ha. Anh chị có thể thấy cái cuticle nè. Thấy không? Đó. Rất là sắc ha anh chị ha. Ok, bỏ vô đây. Nên đâu có tiếng Mikey nữa vậy. Mikey này đập thiệt cái ta.
Ủa, nãy không thấy hả? À. Khi nào chị qua, chị gần qua chưa? Chị gần qua chưa? Ok, bỏ chưa? Xong rồi nha. Ok nha. Mình sẽ bỏ oil. Anh thêm viết bình luận hay cái gì cũng được, tại vì nãy em cũng có nói rồi, nói một chút rồi. Thì bây giờ anh thêm nói sơ lại một chút đi. Em cũng có nói hồi nãy, em cũng có nói lần đầu tiên rồi. Thì anh chị nào mà có cần có qua học cái lớp show ở cái lớp ở Atlanta thì anh em nói lại cho nghe. Ok, ngày 21 tới 22 là em có cái show, cái ngày 19, 18, 19 là em có cái show ở Supply ở bên Atlanta. Thì ngày và em có cái lớp dạy về nail, về dip, đắp hay là nâng cao tay nghề là mình làm design. Thì em có cái lớp ngày 21, 22 đó, thì em cùng với anh nail team. Đây. Em cùng với anh em team sẽ mở một cái lớp ở Atlanta. Thì anh chị em nào mà có hứng thú để mình nâng cao tay nghề đó thì anh chị em có thể inbox cho em hoặc là anh nail by team nha, để mình nâng cấp tay nghề để mình làm nhiều tiền hơn. Ok, cái này là mình dip nha anh chị nha, đây là mình dip chứ không phải mình đắp. Đây rất là sắc ha anh chị ha, đó, dipping. Nhưng mà cuticle cũng rất là đẹp ha. Xếp rất là bén. Đây. Chị thấy không? Top rất là bóng ha. Rất là shiny. Đó, cái độ cong của nó đây. Đây là cái độ cong của dip. Rất là sắc ha. Ok, xong. Đây là xong rồi ha. Thank you anh chị nha. Thì cái lớp bên Atlanta thì anh chị em nào mà có muốn nâng cao tay nghề của mình hoặc là chưa biết gì về bột thì anh chị có thể đăng ký cái lớp ở Atlanta của em ngày 21 tới 22. Lớp Atlanta đó thì em sẽ thêm một cái phần là dipping nữa. Và dipping đó thì mình sẽ làm design, ombre, anything. Có thể dip, có thể design rất là nhiều 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 loại nha. Thì anh chị em có thể đăng ký cái lớp đó và em sẽ chia sẻ cho anh chị nhiều hơn. Dạ có anh Tim ơi, like này để lớp Atlanta thì dip, đắp, design. Anh chị em nào muốn nâng cao tay nghề thì đăng ký cái lớp và inbox cho em hoặc là bên anh Trung Neo Tim Trần nha. Thì ok, em xong cái dip rồi. Ok, bye anh chị nha. Thì bây giờ em turn off thôi, đi về. Happy New Year nha anh chị nha. Đây. Còn anh chị nào mà chưa dùng sản phẩm của Nail Polish thì mau mau nhanh tay ghé supply gần nhất của anh chị để order cái hãng bột Nail Polish này nha. Rất là good. Nói chung là đắp dip hoàn hảo cho anh chị em nào mà đang phân vân về sản phẩm, cho những cái tiệm nail hoặc là cái nail shop nào đó mà anh chị em đang phân vân đó, thì anh chị em có thể ghé supply gần nhất để order cái sản phẩm này về và dùng thử. Nói chung nó rất là good, perfect nha. Ok, Nail Polish NP luôn tài trợ chương trình này. Ok, bye bye anh Tim ơi. Ok nha.